Goldilocks và ba chú gấu. Ngày xưa, ở ngay bìa rừng có một cô bé có mái tóc vàng. Cô bé tóc vàng này tên là Goldilocks. Cô bé có mái tóc rất kỳ lạ và tuyệt vời đến nỗi mà bất kỳ ai nhìn thấy đều bị mê hoặc. Nhưng dù tính tình dịu dàng, thì đôi lúc cô bé cũng có thể trở nên khá nghịch ngợm. Mỗi lần cô bé ra ngoài chơi, mẹ thường dặn dò cô bé về cách cư xử. Con yêu ơi, con chỉ chơi ở ngoài sân thôi và đừng đi vào trong rừng con nhé. Ở trong rừng sâu, có một túp lều của một gia đình gấu sống trong đó. Gấu ba có đôi vai rộng, gấu mẹ thì vừa vừa và một chú gấu con. Gấu mẹ thường dậy sớm để nấu cháo yến mạch cho bữa sáng. Một buổi sáng nọ, gấu con thức dậy sớm hơn bình thường và muốn ăn phần cháo yến mạch của mình. Nhưng cháo thì còn rất nóng. Mẹ ơi, cả nhà mình đi bộ ra ngoài chơi trong lúc chờ cháo nguội có được không mẹ? Gấu mẹ, gấu ba và gấu con để cháo ở trên bàn và đi dạo bên ngoài. Cũng sáng hôm đó, Goldilocks đang chơi ngoài sân trong khi chờ mẹ chuẩn bị bữa sáng. Nhưng cô bé đã chán ngấy việc lúc nào cũng chơi trong cùng một cái sân rồi. Và cô bé rất tò mò về phía sâu trong rừng kia. Có sao đâu nếu mình chỉ đi dạo thôi nhỉ? Cô bé nhìn xung quanh, khi thấy không có ai ở quanh đó, cô bé bắt đầu chạy vào trong rừng. Khi thấm mệt, cô bé dừng lại và quan sát xung quanh. Khu rừng đẹp quá đi mất. Hoa này, cây cối này, sao trước giờ mình lại không tới đây chứ? Cô bé bắt đầu đi sâu hơn vào trong rừng. Cũng trong lúc đó, gấu con nhìn thấy một tổ ong ở trên cành cây khi đang đi dạo cùng với gia đình. Tổ ong to quá đi, còn chắc là có rất nhiều mật. Ba ơi, chúng ta có thể ăn mật ong không? Không con trai, đó là mật của các chú ong mà, và cũng là nhà của chúng. Mình không được đi vào nhà của người khác rồi ăn đồ ăn của họ, làm vậy là không tốt. Mẹ nói đúng, con nghĩ là chúng ta phải chờ cho đến khi quay về nhà ăn sáng. Trong lúc đó, Goldilocks đi dạo một mình khá lâu. Cuối cùng thì cô bé bị lạc. Cô cố gắng quay lại nhưng không thể tìm ra được đường về. Cô rất mệt và đói. Cô bé chợt khóc vì mệt mỏi. Cô cố đi thêm một chút nữa. Cuối cùng cô bé đi đến chỗ cuối con đường và băng qua chỗ ngôi nhà của gia đình gấu ở giữa những hàng cây. Cô bé nhẹ nhàng tiến về phía ngôi nhà, đi vòng quanh, nhưng cô bé không thấy ai cả. Cô bé gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Đoạn cô bé nhìn qua cửa sổ, cô thấy có ba đĩa thức ăn đang bốc hơi nghi ngút ở trên bàn. Cô bé quay lại chỗ cánh cửa, và lúc này cô cố gắng gõ cửa. Và cửa mở ra. Goldilocks rất mừng. Cô bé nhìn vào trong và la lên. Có ai ở nhà không? Khi không có ai trả lời, cô bé bước vào. Cô đến chỗ bàn ăn. Trên bàn ăn có ba tô cháo yến mạch. Một tô lớn, một tô vừa và một tô nhỏ. Bởi vì cô rất đói nên cô muốn ăn tô lớn trước. Nhưng mà ngay lúc đưa muỗng vô thì miệng của cô bị phỏng, bởi vì cháo yến mạch vẫn nóng quá. Ngay lập tức cô bé bước sang chỗ tô cháo cỡ vừa, nhưng cô cũng không muốn ăn tô này bởi vì nó quá nguội. Ôi nguội mất rồi. Cuối cùng cô cho thìa vào tô thứ ba. Chỗ cháo này không quá nguội cũng không quá nóng. Chính là khẩu vị của mình nè. Nên cô bé ăn sạch cháo trong tô nhỏ nhất. Khi cô vừa ăn xong bữa sáng và cảm thấy no, cô muốn ngồi lên một trong ba chiếc ghế tựa trước lò sưởi để nghỉ ngơi một chút. Trong ba chiếc ghế thì có một chiếc lớn nhất, một chiếc vừa
và một chiếc ghế nhỏ cuối cùng. Thoạt đầu, cô cố ngồi lên chiếc ghế lớn nhất, nhưng cô thậm chí còn không thể trèo lên được. Cô cố gắng thử qua chiếc thứ hai, nhưng chiếc ghế này cứng quá, nó không được thoải mái cho lắm. Và cuối cùng, cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhất. Chiếc ghế này rất thoải mái và vừa vặn với cô bé. Nhưng bỗng dưng, chiếc ghế bị gãy thành từng miếng cùng với một tiếng động lớn. Cô đi lốc thấy mình đang ở trên sàn nhà và chẳng biết phải làm sao. Cô bé bước qua cánh cửa của căn phòng bên cạnh và ở đây có ba chiếc giường ngủ. Một cái lớn, một cái vừa và một cái nhỏ. Trước tiên, cô thử chiếc giường lớn. Chiếc giường này quá lớn với cô và còn rất cứng. Chiếc thứ hai thì lớn hơn so với cô một chút, nhưng nó lại mềm quá. Cô bé nằm xuống chiếc giường thứ ba và là chiếc giường nhỏ nhất. Chiếc này vừa với cô bé và nó rất thoải mái. Thoải mái đến nỗi mà Goldilocks chìm vào giấc ngủ ngay. Khi Goldilocks đang ngủ, thì gia đình gấu trở về nhà. Gấu ba mang về một ít củi mà mình lượm được để dùng cho lò sưởi. Gấu mẹ mang một ít quả dâu tươi, còn gấu con đang rất háo hức để về ăn cháo. Khi về đến nhà, thì họ đi thẳng đến chỗ bàn ăn. Gấu ba nhìn vào cái tô của mình và rất tức giận. Có ai đó đã nếm cháo của ba rồi. Gấu mẹ cũng nhìn vào tô của mình. Ai đó cũng nếm cháo của mẹ nữa. Khi gấu con nhìn vào cái tô của mình thì cậu bắt đầu khóc. Ai đó cũng đã nếm cháo yến mạch của con. Không những nếm mà còn ăn hết sạch luôn rồi. Họ đứng dậy và nhìn xung quanh. Gấu ba để ý cái ghế của mình phía trước lò sưởi. Ai đó đang ngồi trên ghế của ba. Nhìn nè, nó ở chỗ khác nè. Rồi thì gấu mẹ cũng quay qua phàn nàn. Ai đó cũng ngồi trên ghế của mẹ nữa. Và cũng như lần trước, gấu con lại bắt đầu khóc. Ai đó cũng đã ngồi trên ghế của con, nhưng làm gãy nó luôn rồi. Gia đình gấu tò mò bước vào phòng ngủ. Có ai đó đã nằm trên giường của ba. Nhìn xem, nó không còn ngay ngắn nữa. Ai đó cũng nằm trên giường của mẹ. Ai đó đang nằm trên giường của con và vẫn đang còn ngủ ở đây nè. Gấu ba đến bên cạnh giường của gấu con và thấy đúng là có ai đó đang ngủ trên giường của gấu con. Ông chậm chậm kéo mền xuống và thật sự ngạc nhiên khi thấy một cô bé đang ngủ trên chiếc giường. Cô bé này đang làm gì trong nhà của chúng ta thế này? Bà nói cô gái này xuống giường con liền đi. Giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng khóc của gấu con, Goldilocks thấy ba con gấu trước mặt và cô hoảng sợ chạy biến ngay ra khỏi phòng. Cô bước ra khỏi nhà và chạy thục mạng mà không dám ngoái đầu lại. Cô bé chạy hụt cả hơi nhưng không dám dừng lại. Và cô thậm chí không biết đường nào để chạy. Ngay lúc đó, cô thấy ba mẹ mình đang băng qua khu rừng. Khi không thấy cô bé trở về nhà thì họ đã phải ra ngoài tìm cô. Goldilocks rất vui khi gặp lại ba mẹ. Cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ ơi! Ba mẹ đã rất lo lắng. Con có sao không? Từ bây giờ con sẽ luôn nghe lời mẹ. Con sẽ không bao giờ đi đâu mà không nói cho mẹ biết nữa. Goldilocks ôm lấy ba mẹ thật chặt. Từ đó về sau, như đã hứa, cô bé luôn luôn nghe lời ba mẹ và không làm gì mà không có sự cho phép của ba mẹ. Cô bé luôn cư xử đúng mực và mãi là cô bé ngoan ngoãn.